thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Điện lực Trấn Yên đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh mang đến tiện ích cho khách hàng. Năm 2022, đơn vị phấn đấu số hóa toàn bộ quy trình vận hành lưới điện và kinh doanh dịch vụ, 4% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, 70% công tơ điện tử được chuyển đổi. Đến nay, Điện lực Trấn Yên đã triển khai cung cấp hợp đồng điện tử và các dịch vụ điện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp 14 dịch vụ điện tử cấp điện mới và dịch vụ trong quá trình sử dụng điện như thanh lý hợp đồng mua bán điện, thay đổi thông tin khách hàng. Đơn vị hiện có tỷ lệ giao dịch trực tuyến đạt 100% trên 10.000 khách hàng thanh toán tiền điện và các dịch vụ điện không dùng tiền mặt. Chuyển đổi trên 19.000 công tư điện tử đạt 67%. Cùng với việc triển khai chuyển đổi số trong các dịch vụ chăm sóc khách hàng, Điện lực Trấn Yên còn quan tâm thực hiện các giải pháp số hóa trong hoạt động vận hành lưới điện, kết nối các thiết bị đóng cắt trên lưới với trung tâm điều khiển, triển khai chương trình quản lý bản đồ lưới điện sử dụng phần mềm quản lý mất điện và giám sát an toàn, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn và ổn định.